Chào các bạn, mình đang có trên tay chiếc camera hành trình 70 mile dashcam Line phiên bản 2. Các bạn nhớ nha, đây là phiên bản 2. Và trong video này thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem cái bản Line 2 này thì nó khác gì so với cái phiên bản Line 1, và cái chất lượng hình ảnh ở cái phiên bản mới liệu có ngon hơn cái phiên bản cũ hay không, và đặc biệt là nó có gì mới mẻ. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở hộp cái chiếc Line này đã nhé, để xem cái thiết kế. Sau đó thì chúng ta sẽ đi tới cái phần hình ảnh cũng như là những cái mới mẻ. Vâng, và đây là cái vỏ hộp của chiếc Line 2. Thì các bạn sẽ thấy cái tên này, 70 mile dashcam Line 2. Và ở cái phiên bản mới này thì nó sẽ sử dụng cái màu hộp màu đen truyền thống của những cái mẫu mới hiện nay. Ở phía đằng sau này thì chúng ta sẽ có một số những cái thông tin. Ví dụ mã sản phẩm này là D10 này. Rồi ok, chả có thông tin gì đâu. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp luôn cái sản phẩm này để xem cái thiết kế nhá. Ok, đầu tiên là cái phần sách này thì các bạn sẽ xem nào. Ở trong phần sách này thì chúng ta sẽ có một cái quyển sách hướng dẫn sử dụng cùng với một cái miếng dán từ. Ở các cái phiên bản thế hệ cũ đầu tiên ấy thì chúng ta thường là có hai cái miếng dán từ, nhưng mà với cái phiên bản mới bây giờ thì nó đã cắt gọt đi, chỉ còn một miếng dán từ thôi. Và đây là cái chiếc cam Line 2 đây, các bạn sẽ thấy nếu như mà nhìn ở cái góc này thì nó chả khác gì cái phiên bản Line 1 nhá. Và tí nữa thì mình sẽ tìm hiểu kỹ hơn này. Bây giờ mình sẽ xem phụ kiện thì có những gì đã. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái sợi cáp nguồn này. Tiếp đến thì đây thêm còn cái đế nữa. Cái đế này thì sẽ giống với cái đế A500S này. Ok, xem phía bên này thì có gì nào. Phía bên này thì chúng ta sẽ có một cái tàu, không còn gì nữa. Tàu này thì để xem cái thông tin thông số. Tàu này thì các bạn sẽ có tàu 2 cổng nhá. Và thông số kỹ thuật ở đây thì chúng ta sẽ có cái điện áp là 5V và 3,4A max. Và các bạn chú ý là trên cái bộ này thì sẽ không có que cậy nhựa giống như là các phiên bản A500S hay là A800S nhá. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ đi tìm hiểu về chiếc 70 mile Line 2 này. Thì các bạn cũng thấy là ở đây chúng ta sẽ có cái logo 70 mile này. Nói chung là về cơ bản nếu mà nhìn ở cái góc này thì nó chả khác gì cái phiên bản Line 1 cả. Vẫn 4 cái nút cứng này, màn hình 2 inch này, chúng ta sẽ có cái nút nguồn ở đây này. Ở phía bên sườn thì các bạn sẽ thấy bắt đầu có sự khác biệt. Đấy nhá, chúng ta sẽ có cái cổng micro USB này, cổng DCI là cổng nguồn. Đấy, chúng ta sẽ cung cấp nguồn với cái chân micro USB. Và cái sự khác biệt với Line 1 chính là cái chân GPS này này. Và các bạn có thể cắm thêm cái module GPS để có thể ghi lại cái tọa độ và tốc độ di chuyển của xe cũng như là giám sát hành trình. Rồi, và tiếp đến ở cái phần mặt đế cài này thì cũng đã khác so với cái chiếc Line 1 rồi. Ở cái phần đế cài này thì chúng ta sẽ sử dụng cái đế như thế này. Đấy, sau đó thì mình lắp vào và chốt. Đấy, đây là cái thiết kế của chiếc Line 2. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ nói cái sự khác biệt giữa cái phiên bản Line 2 và phiên bản Line 1 nhá. Thì phiên bản Line 2 ấy, thì các bạn sẽ có những cái điểm khác biệt như sau. Đấy, đầu tiên là các bạn sẽ có thể lắp được thêm cái GPS, nhưng mà nó sẽ là ở dạng module và mua rời nhé, chứ không phải là tặng kèm theo chiếc cam hay là liền giống như là chiếc A500S đâu. Và chi tiết cái module GPS nó hoạt động như thế nào hay là hiệu quả của nó ra sao ấy thì mình đã có một cái video giới thiệu riêng rồi. Các bạn chú ý ở trên phần đề xuất video thì mình sẽ để link cho các bạn tham khảo. Và cái thứ hai đấy chính là có thể lắp đặt được bộ hardware kit và kích hoạt được cái tính năng hỗ trợ độ xe an toàn. Trước đây ấy, bản Line 1 ấy, thì các bạn sẽ không sử dụng được cái bộ hardware kit nhá. Nếu như các bạn có đấu ấy thì nó cũng chỉ có một cái chức năng đấy là gọn thôi, chứ không thể nào mà kích hoạt được cái tính năng hỗ trợ độ xe an toàn thông qua cái bộ hardware kit. Và chi tiết cái tính năng hỗ trợ độ xe an toàn nó như thế nào thì mình cũng đã có một cái video giới thiệu riêng rồi. Và các bạn nếu mà có nhu cầu quan tâm tới cái tính năng này thì các bạn chú ý ở dưới cái phần đề xuất của video, click vào đấy các bạn sẽ tham khảo được chi tiết hơn. Còn bây giờ thì mình sẽ đến thử cái phần chất lượng hình ảnh của chiếc Line 2, xem nó có sự khác biệt gì không. Bản Line 2 ấy, thì về thông số kỹ thuật hay là cảm biến ảnh thì nó như nhau, nhưng mà nó được tích hợp thêm một số những cái công nghệ mới. Thì xem là cái chất lượng hình ảnh thì nó có khác biệt gì không nhá. Vâng, và với cái chất lượng hình ảnh ban ngày thì thực sự là rất là khó để mà phân biệt được xem là cái bản Line 2 hay Line 1 nó hơn nhau. Và theo cảm nhận của mình thì cái chất lượng ánh sáng ban ngày với cái chiếc Line 2 thì nó hầu như là cũng không có gì khác biệt so với phiên bản Line 1 đâu. Ở cái độ phân giải Full HD thì chúng ta đã có một cái chất lượng hình ảnh rất là tốt, phải nói cực kỳ tốt nếu như các bạn so sánh cùng phân khúc giá. Các bạn nhớ nhé, so sánh cả cùng phân khúc giá cũng như là độ phân giải thì cái Line 2 cho chúng ta một cái chất lượng hình ảnh sáng này, độ chi tiết cao. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tới cái điều kiện ánh sáng buổi tối nhưng mà có đèn đường. Thì các bạn cũng nhìn thấy ở trên video
chúng ta đang có một cái chất lượng hình ảnh cũng tốt đúng không? Và cái này là cảm nhận cá nhân của mình thôi, thì mình đã cảm nhận được là khi mà ghi hình buổi tối thì cái chiếc Line 2 có vẻ nó đỡ noi hơn so với cái phiên bản Line 1. Và mình sẽ thử cho các bạn ở cái điều kiện khắc nghiệt hơn, đấy chính là cái chất lượng ghi hình ở điều kiện không có đèn đường. Và các bạn đã thấy là cũng ổn đúng không? Tất nhiên là sẽ không thể so sánh được với những chiếc cam có chất lượng ghi hình tốt hơn, đắt hơn. Nhưng mà ở cái phân khúc tầm hơn 1 triệu của chiếc Line 2, mình nghĩ là hiếm có chiếc cam nào có thể so sánh được ở cái độ phân giải này. Ok, như vậy thì mình đã giới thiệu xong với các bạn chiếc camera hành trình 70 mAh Dashcam Line 2. Và những cái nâng cấp đáng giá của nó thì theo mình là có thể cắm được thêm module GPS này. Và mình thấy hay nhất đấy chính là cái có thể lắp đặt được cái HUD kit. Còn về chất lượng hình ảnh, về cơ bản thì nó cũng không khác gì nhiều so với cái phiên bản Line 1 đâu. Nếu có chăng chỉ là hơi hơn một chút xíu ở cái chất lượng ghi hình buổi tối mà thôi. Ok, và các bạn thấy cái sản phẩm này phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình cũng như là giá tiền khoảng hơn 1 triệu một chút, thì các bạn chú ý ở dưới phần mô tả của video, mình sẽ để lại link mua hàng ở đó, thì chắc chắn với các bạn luôn, tính đấy sẽ có một cái mức giá cực kỳ cạnh tranh so với mặt bằng chung của thị trường thế này. Rồi, và video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.